Xin chào mọi người, đây là cây chanh của vườn nhà mình đã trồng được 2 tháng tuổi và có sử dụng một số sản phẩm bên HLS, trong đó có sản phẩm nano khoáng canxi để nâng độ pH. Lúc đầu đất của nhà mình là chỉ đạt ở mức 5 và sau khi dùng sản phẩm nano canxi thì đã tăng lên được 6 và ổn định và cảm thấy cây chanh phát triển rất xanh tốt. Đợi mình quay thêm một số cây nữa cho các bạn xem. Bên cạnh sản phẩm nano canxi thì mình cũng có sử dụng thêm một số sản phẩm của HLS nữa, như là M Rubo và MHLS để có thể kích rễ và trong trong vàng lá thối rễ cho cây chanh phát triển xanh tốt hơn. Và đây sau 20 ngày sử dụng thì mình cảm thấy cây chanh có lá xanh và dày hơn và cảm thấy phát triển tốt, bộ rễ ra rất là nhiều. Đây mình so với trước đây thì cây chanh đã phát triển rất là tốt hơn ban đầu.